Vâng, xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao JBL Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Mỹ Bãi Pro hàng xịn. Hôm nay em muốn review cho các bác một, nó về cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà hôm nay em mới setup xong cục Bowdershop X4. Phải nói rằng là không phải là của em mà em khen hay, đúng là phải là số 1 thế giới là đúng. Và em hôm nay em cũng muốn test một cái chất âm để các bác thưởng thức. Cái thứ hai là các bác gần khu vực này, các bác đến với Cao JBL Hoàng Mai được trải nghiệm cái chất âm của nó, cái nền nhạc của nó tĩnh kinh khủng khiếp luôn. Đây là một cục Bowdershop X4 này. Nó chỉ có dày 5 phân thôi, nặng hơn chục cân. Công suất của nó thì em đã nói quá nhiều trong mấy ngày trước rồi. 1600W một kênh ở 8 ohm ở một kênh, còn 3200W ở 4 ohm và 5200W ở 2 ohm, mà rất ít con đẩy làm được cái điều mà xuống 2 ohm. Cái thứ hai nữa là cái nền nhạc của nó phải nói là cực kỳ tĩnh luôn, em phải công nhận luôn là như vậy. Khi mà em test lên là sững người luôn. Bác nào không tin hãy đến với Cao JBL Hoàng Mai để trải nghiệm cái chất âm của nó, cực kỳ uy lực mà là tĩnh lên nền nhạc luôn. Và sau đây em xin test một ca khúc để gửi đến tất cả các bác qua một cục Bowdershop X4 và Mix Sennheiser G4 đầu EVK500, đầu mic 945, hàng Jagmali, hàng xịn các bác nhá. Sau đây em xin test cái chất âm của em nó, các bác cùng thưởng thức nhá. Giờ lại bên nhà mùa xuân đã về, bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về, ngày xưa chiến tranh điêu tàn, giờ thì xa quê ngút ngàn, ngập màu hoa nở đỏ xanh tím vàng. Ngày mùa xuân đầu mừng tôi mới xa, mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời, dịu lòng làm sao ấm môi. Ôi ta nhớ thuở trời yên vui, tiếng em thơ reo đùa, pháo vang đêm giao thừa. Ai đã lìa quê nghèo từ lâu, bao lần nghe tin xuân, chắc đây một trời nhớ mong. Chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu, mà lòng con nặng lên muôn nỗi đau. Người ơi nay dấu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô. Vâng, xin mời, ở đây em đang hát bằng mic thật ra em ở Hà Nội, cho nên tất cả các bác gần khu vực này đến Cao JBL Hoàng Mai để trải nghiệm nhá. Toàn các đồ độc, các sản phẩm mà rất nhiều bác chưa bao giờ biết tới. Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác. Ngập màu hoa nở đỏ xanh tím vàng, ngày mùng xuân đầu mừng tuổi mới ra, mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời, dịu đông làm sao ấm
môi. Ôi ta nhớ thuở chơi yến vui, tiếng em thơ reo đùa, pháo vang bên giao thừa. Ai đã lìa quê nghèo từ lâu, bao lần nghe tin xuân, chắc đây một trời nhớ mơ. Chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu, mà lòng con nàng lên muốn nỗi đau. Người ơi đây dấu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô. Người ơi đây dấu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô. Vâng, một lần nữa Cao Jibila Hoàng Mai xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin mời các bác hãy đăng ký kênh Cao Jibila Hoàng Mai để được tư vấn trực tiếp. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại đã in trên màn hình. Và một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em. Là một kênh mới nhưng mà em làm đồ rất kỹ càng, thế cho nên là mong các bác qua em để trải nghiệm thực tế trong nhà em là điều tốt nhất. Còn những bác ở xa thì có thể alo cho em gửi hình ảnh tất cả mọi thứ chi tiết để cho các bác thẩm, sau đó em sẽ gửi hàng. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác. Vâng.